Dạ xin mến chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá lúa gạo mới nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe vụ mùa bội thu, chúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, trong tuần qua thị trường lúa gạo giao dịch sôi động vào đầu tuần nhưng chậm lại vào các ngày cuối tuần. Dù giá biến động trái chiều nhưng vẫn là xu hướng tăng. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đào ổn định ở mức cao, trong khi đó giá gạo xu hướng tăng trở lại. Tại An Giang, giá lúa gạo tiếp tục giữ ổn định, cụ thể. Oem 5451 giá 5200 đến 5300 đồng 1 kg. Oem 6976 giá

giặc pin giao động từ 6.500 đến 6.600 đồng 1 kg. Với giá gạo, sau phiên điều chỉnh giảm vào cuối tuần, nay đã bật tăng trở lại, cụ thể gạo nguyên liệu ER5404 ở mức 8.300 đến 8.350 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm ER504 9.250 đến 9.300 đồng 1 kg. Tấm loại 1 ER504 ở mức 7.700 đồng 1 kg và cám vàng 7.600 đồng 1 kg. Đối với gạo bán tại chợ lẻ như An Giang hiện ổn định giá. Gạo thường có giá từ 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg, gạo nàng nhan 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, sóc thái 18.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng 1 kg Gạo nàng hoa 16.500 đồng 1 kg Cám 8.000 đồng 1 kg Gạo nhật 20.000 đồng 1 kg Trên thị trường thế giới Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang đi ngang gồm Gạo 5% tấm 438 đến 442 USD trên một tấn Gạo 25% tấm giá từ 413 đến 417 USD trên một tấn Gạo 100% tấm giá từ 338 đến 342 USD trên một tấn và gạo giặt min từ 573 đến 577 usd trên một tấn một thương nhân có trụ sở tại thành phố hồ chí minh cho biết hiện hoạt động xuất khẩu gạo tại các cảng đóng rút hàng đã dần trở lại như mức bình thường tuy nhiên việc đi lại giữa các tỉnh thành phố vẫn còn nhiều hạn chế do cách chống dịch của mỗi tỉnh mỗi khác nhau điều này dẫn tới nhiều khó khăn và phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp và làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về bảng giá lúa chi tiết và đầy đủ nhất cho bà con tham khảo. Lúa OM18 lúa khô 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Lúa OM380 lúa tươi 4.600 đến 4.800 đồng 1 kg. Lúa OM9582 tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Lúa OM9577 lúa tươi 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg. Lúa OM7347 lúa tươi 5.300 đến 5.400 đồng 1 kg.

lúa RVT lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, lúa RVT lúa khô 6.600 đến 6.800 đồng 1 kg, lúa ST24 lúa tươi 6.300 đến 6.500 đồng 1 kg, lúa ST24 lúa khô 8.000 đến 8.100 đồng 1 kg, lúa thơm Đài Loan lúa tươi 6.500 đến 6.600 đồng 1 kg, lúa hương châu 6 lúa tươi 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg, lúa nhật DS1 lúa tươi 5.300 đến 5.600 đồng 1 kg. Lúa Nhật DS1 lúa khô 7.500 đến 7.700 đồng 1 kg. Lúa nàng nhang khô 12.000 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi An Giang 4.600 đến 4.800 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô An Giang 5.800 đến 6.200 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi Long An 4.800 đến 5.000 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô Long An có giá từ 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg. Lúa giặc min lúa tươi 6.100 đến 6.500 đồng 1 kg lúa nhật minh lúa khô từ 8.100 đến 8.300 đồng 1 kg, lúa IR5404 lúa tươi từ 5.000 đến 5.100 đồng 1 kg và lúa IR5404 lúa khô 5.500 đến 5.800 đồng 1 kg. Lúa VNR20 lúa tươi 5.700 đến 5.900 đồng 1 kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin tức hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Chúc bà con được nhiều sức khỏe vụ mùa bội thu. Xin hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.